quý vị và các bạn, dân ca quan họ Bắc Ninh với số lượng hơn 500 bài ca, 213 làn điệu được thể hiện bằng nghệ thuật ca hát đặc sắc và độc đáo, đạt tới đỉnh cao của thi ca và âm nhạc dân tộc, đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại thành phố Bắc Ninh, trong những năm qua, cùng với việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho người dân trong việc giữ gìn, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể này, các địa phương trên địa bàn còn đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ quan họ, thu hút hàng nghìn người ở các độ tuổi tham gia. Qua đó góp phần làm cho dân ca quan họ có sức sống mạnh mẽ, trường tồn và lan tỏa. Đó cũng sẽ là những nội dung của chúng tôi đề cập trong phóng sự dưới đây. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Cứ đến chiều thứ bảy hàng tuần, những câu hát quan họ vừa rộn ràng, vừa da diết, sâu lắng lại vang lên từ ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thơm ở khu Kim Đôi, phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh. Đó là câu lạc bộ quan họ đã có tuổi đời gần 20 năm. Ngày thường, họ là những người nông dân chân lấm tay bùn, tiểu thương hay giáo viên về hưu. Thế nhưng khi khoác lên mình bộ áo mớ ba mớ bảy, đội nón quay thao, cất lời đối đáp với đôi mắt lúng liếng, họ trở thành các liền anh liền chị, thanh lịch, duyên dáng, bỏ quên mọi tất bật thường ngày. Những người biết, hướng dẫn người chưa biết, những làn điệu dân ca quan họ cứ thế được vang ngân làm say đắm lòng người. Câu lạc bộ quan họ phường Kim Chân được thành lập từ năm 2002. Buổi đầu thành lập, câu lạc bộ gồm chưa đầy 20 thành viên, đa phần là những người lao động bình thường, nhưng với lòng nhiệt tình đam mê ca hát, đặc biệt là yêu những làn điệu dân ca quan họ. Dân ca quan họ Bắc Ninh của chúng ta được UNESCO là công nhận văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây là một cái vinh dự của quan họ Bắc Ninh. Thế thì mỗi người dân Việt Nam nói chung, người dân Bắc Ninh nói riêng thì chúng ta phải bảo tồn với nó và lan tỏa nó trên mọi miền. Chính vì cái suy nghĩ ấy thì chúng tôi thành lập cái câu lạc bộ này, trước hết là cùng với các lứa tuổi khác, ví dụ thanh niên nhi đồng, thì chúng tôi thành lập về cái câu lạc bộ quan họ của người cao tuổi, trước hết là chúng tôi sống vui sống khỏe. Sau đó là có là làm cái phục vụ cho cái nhiệm vụ của địa phương, nữa kế nữa là cũng truyền dạy này cho các cháu. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ đã kết nạp thêm 20 thành viên, nâng tổng số người tham gia câu lạc bộ lên 40 thành viên, trong đó người nhiều tuổi nhất là 91 tuổi. Mặc cho thời tiết nắng hay mưa, cứ đều đặn mỗi tuần một buổi luyện tập, các anh hai chị hai của câu lạc bộ lại ăn mặc chỉnh tề đúng với phong cách của người quan họ. Tại đây, họ cùng nhau luyện tập những làn điệu quan họ, hát cho nhau nghe những bài mới học được để được góp ý kiến về phong cách thể hiện cũng như rút kinh nghiệm sau mỗi lần biểu diễn. Thường thường chúng tôi sẽ hoạt động sinh hoạt vào các ngày chủ nhật hàng tuần, hàng tháng. Thế và nói chung là bây giờ trong cái học rồi nhưng chúng tôi phát huy rất nhiều thứ, chẳng hạn như là bây giờ cho chị em đi giao lưu rồi thì mời bạn bè về học hỏi này, thế rồi thì đưa các bạn đi giao lưu này. Đấy. Nhưng mà luôn luôn là kết nạp các hội viên mới để nối dõi những cái lớp già. Cái thứ hai là chúng tôi lại muốn rằng quan họ cũng là phong phú hơn, là khi mà có hát rồi chúng tôi thành lập thêm những người múa phù họa lên sân khấu cho nó được phát triển, đông người tham gia. Và tôi tham gia một câu lạc bộ này cũng đã hơn chục năm nay rồi, thì sống với tuổi già được đi tham gia vui khỏe, chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi được đi đây đi đó để gặp bạn bè, chúng tôi cả đi thi nữa. Chúng tôi đi giao lưu ở các trên tỉnh, nhiều các đơn vị, chúng tôi cảm thấy phấn khởi, chúng tôi khỏe khoắn nha, tươi trẻ nha. Tại phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, cũng đã gần 20 năm và dù đã ngoài 90 tuổi, song cứ đến tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần là nghệ nhân quan họ Nguyễn Văn Hiền lại có mặt tại nhà văn hóa khu 2 của phường để tổ chức và truyền dạy cho các hội viên của câu lạc bộ quan họ phường những làn điệu dân ca quan họ cổ. Được biết, gia đình nghệ nhân quan họ Nguyễn Văn Hiền có 3 thế hệ nối tiếp nhau theo nghề hát quan họ và bản thân cụ cũng chính là người đã sáng lập ra câu lạc bộ quan họ phường và duy trì hoạt động của câu lạc bộ đến ngày hôm nay. Câu lạc bộ cái phường Sông Hoa là cũng mới thành lập. Tôi là người chơi lâu quan họ lâu năm rồi. Khi bắt đầu thành lập phường
xã Hoa. Do cái nghề nghiệp chưa quan họ, tôi chưa lâu năm rồi, để bảo tồn, giữ gìn cái nền văn hóa cổ truyền Việt Nam của thành phố Bắc Ninh. Thế nên là chúng tôi có đề xuất với phường, được sự nhất trí của phường. Thì tôi là người đầu tiên thành lập câu lạc bộ phường Sông Hoa. Mục đích thành lập câu lạc bộ này là để bảo tồn, gìn giữ cái nền văn hóa. Tự bảo nhau đóng góp kinh phí để mua sắm thiết bị âm thanh, nhạc cụ, trang phục luyện tập và biểu diễn. Đặc biệt với niềm đam mê quan họ, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã mời nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải cùng nhiều nghệ sĩ thuộc Trung tâm Văn hóa Quan họ tỉnh về hướng dẫn, giảng dạy kỹ năng ca hát cũng như biểu diễn. Nhờ đó mà trình độ của các thành viên đều được nâng lên. Mới đây nhất, câu lạc bộ đã đạt giải nhất liên hoan văn nghệ người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh, giải nhất cuộc thi tứ hải giao tình do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức. Song song với đó, câu lạc bộ còn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại. Có thể nói, hoạt động sôi nổi của câu lạc bộ không những tạo sân chơi cho các thành viên sau thời gian làm việc căng thẳng mà còn có tác dụng giáo dục ý thức giữ gìn di sản văn hóa Quan họ cho thế hệ trẻ. Tạo cho các hội viên một cái niềm vui trong cái sinh hoạt chung câu lạc bộ văn hóa, và đặc biệt là đối với câu lạc bộ văn hóa của phường Xuân Hòa là cho đến nay đã thành lập được gần 20 năm rồi, cho nên là cái phong trào của câu lạc bộ văn hóa ngày càng được phát triển và rất là tốt đẹp. Với câu lạc bộ này em thấy mọi người lớn tuổi nhưng mà tập rất là chăm chỉ, rất là vui, cho nên em muốn những người trẻ chúng em là đưa tập này. Trong thời gian qua, các câu lạc bộ Quan họ đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện rất lớn từ chính quyền sở tại, qua đó góp phần làm cho các câu lạc bộ ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu. Phong trào văn hóa văn nghệ của chúng là món ăn tinh thần bổ ích. Trong những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương hoạt động rất hiệu quả và sôi nổi, thường xuyên giao lưu vào những ngày lễ, ngày Tết, ngày lễ hội truyền thống của đầu xuân của địa phương. Hiện tại 5/5 khu đều có câu lạc bộ hoạt động rất hiệu quả. Đặc biệt để bảo tồn các câu lạc bộ này, tại khu Kim Lôi đã thành lập được câu lạc bộ Măng Non đang hoạt động tại khu. Lãnh đạo địa phương xác định đây cũng là một nhiệm vụ chính trị của địa phương cần tập trung lãnh đạo để bảo tồn và phát huy các câu lạc bộ, thực hành nhất là thường xuyên quan tâm động viên các câu lạc bộ hoạt động như tổ chức giao lưu các câu lạc bộ trong và ngoài địa phương. Thứ hai, bố trí sân chơi nơi tổ chức giao lưu hội họp ở tại các nhà văn hóa ở các khu. Thứ ba, thường xuyên sơ tổng kết hàng quý để rút kinh nghiệm những mặt đã làm được và những tồn tại khó khăn cần khắc phục. Vừa tròn một thập kỷ được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, dân ca Quan họ Bắc Ninh vượt không gian và thời gian đến hàng triệu công chúng trong nước và nước ngoài. Sự phát triển không ngừng của các câu lạc bộ Quan họ không những là minh chứng cụ thể và sinh động về sự cam kết của nhân dân Bắc Ninh nói chung, nhân dân thành phố Bắc Ninh nói riêng với UNESCO trong việc bảo tồn và phát huy dân ca trong xã hội đương đại, mà còn làm cho dân ca Quan họ Bắc Ninh trở thành nguồn lực xã hội to lớn
thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.